Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Nếu như chúng ta có kèo con Xiaomi 14 Ultra này, máy chính hãng tại Việt Nam với chỉ khoảng tầm 25 củ, thì nó là một kèo ngon các bạn nha. Vì sao mình nói là như thế? Bây giờ chúng ta nhìn vào những chiếc điện thoại cao cấp nhất, cái loại dạng thanh như thế này đang bán ở Việt Nam đi. Chúng ta có Samsung Galaxy S24 Ultra, chúng ta có iPhone 15 Pro Max, chúng ta có Xiaomi 14 Ultra và hết. Đó, tức là bây giờ nếu nói cho đúng ra thì các bạn sẽ chỉ có vài lựa chọn như vậy mà thôi. S24 Ultra đang có giá tốt nhất cho cái phiên bản đấy là 12GB và 256GB bộ trong. Nếu như chúng ta lên cái phiên bản S24 Ultra 512GB thì mức giá nó vào khoảng tầm độ hình như là khoảng 26 triệu, 27 triệu. Tức là nó đắt hơn so sánh với con Xiaomi 14 Ultra này. Còn nhìn vào cái mức giá của iPhone 15 Pro Max, cái phiên bản thấp nhất là 256GB, nó cũng sẽ có cái mức giá đâu đó vào khoảng tầm 28, 29 triệu. Và các bạn có thể tham khảo tại bên Oneway ấy. Thì bên Oneway là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam AR. Thế nên những cái sản phẩm Apple tại đây luôn luôn sẽ có mức giá cực kỳ tốt, đảm bảo hàng chính hãng. Và còn có thể áp dụng được những cái chương trình thu cước đổi mới để mà tối ưu giá cả nữa. Chúng ta còn có cái chương trình Back to School để các bạn có thể được trợ giá rất là nhiều nếu như chúng ta là học sinh sinh viên, hay là các bạn có thể tham gia cái chương trình mua trả góp để được trợ giá rất nhiều nữa tại đây. Nói chung là cực kỳ nhiều chương trình khuyến mãi đang có mặt tại Oneway. Và không chỉ mua những sản phẩm Apple chính hãng đâu, Xiaomi tại đây cũng là hàng chính hãng, giá tốt, chất lượng rất ok và đảm bảo nó là hàng chính hãng rồi. Samsung thì khỏi bàn, Samsung tại Việt Nam những đại lý như này thì auto nó là hàng chính hãng hết, các bạn không phải nghĩ. Nên là nếu như xét về cùng cái phiên bản 512GB của cái máy này thì Xiaomi 14 Ultra nó đang là chiếc điện thoại có cái mức chi phí bỏ ra và chúng ta đổi lại những cái trải nghiệm và cái bộ nhớ nó thuộc dạng là ok nhất. Nhưng mà thôi, không bàn về yếu tố đấy nhiều. Mình chỉ nói về một cái trải nghiệm mà cái điện thoại này mang lại, đó là về cái camera và đó là về những cái tính năng cao cấp nhất bây giờ thì nó thực sự là cực kỳ đỉnh. Và nếu như các bạn chấp nhận được một vài những vấn đề nhỏ nhỏ của cái HyperOS thì không thể phủ nhận được đây lại là một cái điện thoại mang lại cho chúng ta rất nhiều những trải nghiệm cực kỳ đã. Thì vì sao mình nói là như vậy? Ok, mình sẽ phân tích từng thứ một để các bạn có thể thấy này. Yếu tố đầu tiên nhá, chính là cái cụm camera này. Các bạn nhìn nó dày không? To vật vã luôn. Cái cụm camera này có cái cảm biến camera chính là 1 inch, có camera tele 3.2x, nó là 75mm quang học, cực kỳ xịn sò. Có một cổng kính camera tele 5x nữa, chất lượng cực kỳ ngon, góc siêu rộng thì khỏi phải bàn. Và nói chung riêng về yếu tố phần cứng camera của cái điện thoại này thì nó mang lại một cái trải nghiệm về mặt gọi là thông số cực kỳ ok. Và cái thông số phần cứng này ok nó dẫn đến một cái yếu tố khác, đấy là trong cái quá trình mà mình trải nghiệm về chụp hình ấy, thì cái Xiaomi 14 Ultra này mang lại những cái yếu tố liên quan đến cái gọi là cái phần cứng rất là ok. Đây nha, 3.2x khi mình zoom cận vào, các bạn có thể thấy mình có thể chụp cận vào cái logo một cách cực kỳ ok. Đây, chụp luôn này, Orient. 5x nữa, 5x thì chúng ta không thể nào lấy nét cận được như thế. Nhưng cho dù là chúng ta chụp zoom xa lại, nó vẫn mang một cái độ nét và chi tiết cực kỳ là ngon. Đây là camera 5x đấy các bạn ạ. Mình đố cái iPhone nào hay cái Samsung nào chụp được một chất lượng tương tự là như vậy, ngoài con Xiaomi 14 Ultra này. Đó. Và khi các bạn nhìn mình zoom lên vào cái logo này, đấy, nó lấy nét vào cái thanh ở phía bên trên. Mình đố con iPhone nào hay con Samsung nào chụp được những kiểu ảnh như vậy mà không cần thêm những cái công cụ hỗ trợ. Ở đây có thể là một cái ống kính, một cái lens gì đó. Thì đây các bạn có thể thấy, rõ ràng là cái camera khi mà chúng ta sử dụng cái phần cứng của nó để chụp trong một vài những tình huống nhất định thì đấy là cái giá trị về mặt phần cứng mà nó mang lại. Chưa kể nữa, đấy là cái camera chính của chúng ta cũng vẫn có đầy đủ những cái trải nghiệm thực sự quá ngon về mặt chất lượng, về mặt thay đổi khẩu độ, các thứ này nọ lọ chai. Nói chung là xét về yếu tố camera nhé, thì Xiaomi 14 Ultra đang vô địch tại Việt Nam về những cái yếu tố liên quan đến trải nghiệm sử dụng, cho dù là từ phần cứng cho đến cái sự kết hợp của phần mềm và những cái bộ lọc màu. Bởi vì nói sao thì nói, cái Leica, chúng ta có hai cái option là Leica rực rỡ và Leica chân thực, nó vẫn là một cái kiểu tone màu ảnh, mang lại một cái vibe rất là riêng, mang lại một cái màu cực kỳ riêng trên con Xiaomi 14 Ultra này. Và đó là giá trị quá tuyệt vời mà chiếc điện thoại này mang lại. Chưa kể là càng ngày thì những cái yếu tố liên quan đến khả năng quay video của nó cũng càng được cải thiện một cách tốt hơn. Kể từ đó chúng ta có những cái file quay video chất lượng hơn rất là nhiều, độ nét, độ ổn định và màu sắc cũng như khả năng thu âm. Thì nói chung là với một cái flagship như thế này thì càng ngày nó càng trở nên ổn định hơn. Và cái yếu tố camera này nó mang lại một trải nghiệm thực sự là tuyệt vời luôn. Đó, tiếp theo các bạn nhìn mặt trước này, nó cong đều ra ở cả bốn cạnh, bốn góc. Và cái kiểu màn hình 3D như thế này này, nó đang dần phổ biến hơn trên rất nhiều những mẫu flagship rất là cao cấp. Cái kiểu của
S24 Ultra đang từ cong trước đây nó chuyển về phẳng. Cái kiểu của iPhone thì luôn luôn phẳng rồi. Thế thì rõ ràng với cái kiểu cong bốn góc, bốn cạnh như này, thế nên cái cảm giác khi chúng ta vuốt ở góc như thế này vào rất là sướng. Cái trải nghiệm này nó cầm sướng, vuốt sướng và nhìn mặt trước nó cũng sướng nữa. Thế các bạn thấy sao? Chưa kể cái màn hình này mang lại một cái khả năng hiển thị nó quá xuất sắc rồi. Độ phân giải cao, tần số quét cao, độ sáng cao, nói chung là khỏi phải bàn. Thiết kế của chúng ta thì cũng có cái mặt lưng bằng da này, cầm rất là sướng, khung viền bằng kim loại các thứ này. Và cái máy này thì máy mình mua để mà mình sử dụng. Thế nên là hình nền vợ mình này, tất cả những cái liên quan đến ứng dụng các thứ nó setup theo cái phong cách của mình cho một cái điện thoại phụ dùng cho cái nhu cầu giải trí các thứ. Và đây, Xiaomi 14 Ultra nó quá ok về những cái mặt này cho cái nhu cầu của mình hàng ngày với nó. Rồi, tiếp đến là chúng ta có gì? Chúng ta có Snapdragon 8 Gen 3, chúng ta có 16GB RAM và 512GB bộ trong. Đương nhiên là tất cả những yếu tố liên quan đến phần cứng như thế này thì nó đều là những thứ mạnh mẽ nhất bây giờ, xịn sò nhất bây giờ. Và nó mang lại trải nghiệm thì thực sự cũng không có điều gì phải bàn về cái mặt như mình đã nói. Đó là cái phần cứng về một cái mặt thông số cả. Pin của nó cũng khá là trâu, tuy nhiên thì hơi tiếc nhẹ một cái là cái phiên bản bán ở thị trường Việt Nam nhé, nó giống với phiên bản bán ở thị trường châu Âu, thì cái viên pin của chúng ta chỉ có dung lượng là 5000mAh và nó là pin thế hệ cũ. Đây, như mình check trong phần mềm thì nó vẫn ghi là Lipoly này. Còn cái phiên bản bán nội địa Trung Quốc thì nó là 5300 hay 5000 mấy mình không nhớ lắm. Thì nó là pin silicate thế hệ thứ 2. Nói chung thì cái vấn đề về pin này thì mình cũng hơi tiếc nhẹ một chút xíu, nhưng mà tổng quan nó vẫn mang lại một cái trải nghiệm rất đủ dùng trong ngày. Và cái sạc nhanh của nó là 90W, cực kỳ ok. Cắm thì nói chung khỏi phải nghĩ đi. Mấy con Xiaomi này thì con nào sạc cũng cực kỳ là nhanh rồi. Những thứ này rõ ràng là Samsung hay là iPhone thì nó không có. Đặc biệt là như mình đã nói liên quan đến vụ sạc nhanh ấy. Chưa kể thêm những yếu tố khác nó cũng có đầy đủ, như là kháng nước chống IP68 này, loa stereo cực kỳ to và hay này. Rồi chúng ta cũng có một cái form tổng thể, thì cái màn hình thiết kế cũng như cái cảm giác cầm nắm với cái phiên bản da đen này cá nhân mình đánh giá là rất là ok. Tuy nhiên thì mình lại thích cái kiểu nó phải có một cái cụm để bảo vệ cái camera, nên là mình lắp thêm một cái ốp lưng cũng kiểu da như vậy. Và các bạn có thể thấy này, bảo vệ cụm camera rất là ok. Và cái mức chi phí thì thực sự là cũng không có gì mà phải đắn đo quá nhiều. Cái ốp lưng này cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi, dùng rất là ok. Đây, vậy các bạn nghĩ thấy sao? Nói chung á, nếu như các bạn nhìn vào con Xiaomi 14 này với những yếu tố liên quan đến cái phần cứng thì nó hơn hẳn những con Samsung hay iPhone về mặt camera, nó hơn hẳn về mặt sạc nhanh, hay là thậm chí liên quan đến yếu tố về mặt cấu hình ạ, thì Snapdragon 8 Gen 3 của nó cộng với 16GB thì nó cũng đấm hết. Trải nghiệm mà nó mang lại thì đây là cái phiên bản quốc tế, phiên bản chính hãng ở Việt Nam á, thì đương nhiên nó đầy đủ tiếng Việt rồi, đầy đủ tất cả những cái dịch vụ của Google rồi. Và các bạn sử dụng nó thì cũng không gặp một cái vấn đề gì khác biệt so sánh với rất nhiều những cái Xiaomi bán chính hãng trước đây ở Việt Nam. Thông báo đầy đủ, dịch vụ Google đầy đủ, trải nghiệm những cái tính năng tại Việt Nam cũng đầy đủ, Google Pay các thứ, không thiếu một cái gì cả. Cái thiếu ở đây đó là cái sự ổn định của HyperOS. Vì sao mình nói là như thế? Mình cảm nhận thấy rất rõ một điều, đấy là cái sự delay trong những cái animation của HyperOS trên cái phiên bản quốc tế này nó sẽ hơi kém hơn so sánh với HyperOS ở cái phiên bản nội địa Trung Quốc. Mình nghĩ nó đến từ yếu tố đấy là ở cái phiên bản này này, là chúng ta phải tích hợp sâu những cái trải nghiệm liên quan đến Google. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng cái con Gemini để mà mình có thể đọc được và phân tích được những cái giọng nói của mình là như thế nào, thu âm các thứ một cách rất ok. Và các bạn có thể thấy nó ghi rất là rõ ràng những cái câu nói của mình ra cái dạng text ở đây, thì các bạn đủ hiểu là để làm được những cái điều như thế này chỉ với một thao tác vuốt thì Xiaomi đã phải tích hợp cái Google sâu vào trong hệ thống là như thế nào. Và mình cũng nhận ra một điều, đấy là khi tích hợp những cái dịch vụ Google vào đây thì một phần là nó chạy ngầm rất là nhiều, và một phần nữa nó sẽ khiến cho cái hệ thống của chúng ta nó phải chịu ảnh hưởng đi một chút xíu, cái sự mượt mà nó kém hơn một tí. Nhưng bù lại là những cái dịch vụ, những cái tính năng thì nó lại dùng cực kỳ ngon tại Việt Nam. Nhiều bạn cũng suy nghĩ đến cái việc đấy là có ghi âm cuộc gọi ở cái trình mặc định của Google này hay là không, thì câu trả lời của chúng ta là có các bạn nhé. Nhưng với cái tính năng ghi âm cuộc gọi trên mấy cái điện thoại của Xiaomi này này, thì chúng ta sẽ có một cái thông báo đó là cuộc gọi đang được ghi âm. Cái này thì đối với mình thì mình không thích cho lắm, tại vì nó sẽ mất một khoảng delay trước khi mình nói chuyện được với cái đầu dây bên kia. Nhưng mà đối với nhiều người thì nó là một cái thứ liên quan đến tuân thủ luật pháp, rồi đấy những yếu tố liên quan đến quyền riêng tư nữa, thì ok, nó cũng là một cái yếu tố liên quan đến cái góc nhìn của tôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Nói chung á, cái mức giá hơn 30 củ thì chúng ta còn phải suy nghĩ. Nhưng nếu như là 25 củ tại Oneway cho con Xiaomi 14 Ultra này thì nó là một sự lựa chọn rất ok. Và bên cạnh đó, nếu như các bạn muốn có những thứ an toàn hơn, các bạn thử sức có thể chọn một con S24 Ultra với những trải nghiệm về Galaxy AI, với Bud S Pen, nó là một thứ gì đấy quá khác biệt rồi.
Hoặc nếu không ăn chắc mặc bền nữa, các bạn có thể mua một con iPhone 15 Pro Max. Thời điểm này bây giờ giá đang rất là ngon, dùng ok, trải nghiệm những thứ mới mẻ liên quan đến Apple Intelligence hay là những cái tính năng mới mẻ nhất của Apple trong một cái điện thoại, thì iPhone 15 Pro Max vẫn đảm bảo đầy đủ hết mọi thứ. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment phía dưới nhé. Nói chung thì Xiaomi 14 Ultra giá đã tốt, dùng vẫn quá là ngon và mua bây giờ khá hợp lý rồi đấy. Các bạn thấy sao? Comment nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. À, anh em còn hay nói câu thì máy xách tay phiên bản 16 năm 12 bây giờ mua cũng bèo nhèo tầm khoảng 20 hay à đâu, phải tầm độ 22. Thế thì mua thêm 3 triệu nữa một máy chính hãng chẳng ngon hơn à? Đúng chưa?